Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tạo mọi điều kiện để các hoạt động xuất nhập khẩu có thể diễn ra thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với cửa khẩu đang có và các cửa khẩu dự kiến nâng cấp. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai về cửa khẩu, lối mở biên giới và hoạt động thương mại biên giới vừa diễn ra. Giám sát đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở tiếp tục tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức, nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông, huyện Bảo Lâm đã được tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chảy hội. Sáng ngày 9 tháng 2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Năm 2022, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an toàn mục tiêu trọng điểm của đất nước. Các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2022, phối hợp trong hoạt động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, hiệp đồng đấu tranh với các thế lực thù địch, đấu tranh trên không gian mạng, công tác phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Tại tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác vận động quần chúng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh phong trào tự quản đường biên cột mốc, kiểm soát các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xây dựng và bảo vệ lực lượng, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, diễn tập. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, hai bộ và ba lực lượng cần nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, có chủ trương đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của đất nước. Phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, trong sử dụng các lực lượng vũ trang, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ma túy, công nghệ cao, tội phạm có tổ chức. Tuần tra kiểm soát biên giới, cửa khẩu, vùng lãnh hải, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế. Ngày 9 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác triển khai các nội dung liên quan đến cửa khẩu, lối mở biên giới và hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới Hà Quảng, Trùng Khánh, Thạch An, Quảng Hòa. Trên tuyến biên giới của tỉnh hiện nay có 3 cửa khẩu chính gồm Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang, 3 cửa khẩu phụ gồm Pò Peo, Hạ Lang, Lý Vạn và 3 lối mở biên giới Nà Đỏng, Nà Lạn, lối mở Bản Dốc. Trong giai đoạn 2020-2021, hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn, lượng hàng hóa giao dịch giảm do các chính sách hạn chế xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc. Năm 2022, hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu phát sinh hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu qua biên giới. Trong đó phát sinh cao nhất là mặt hàng ô tô chuyên dùng các loại làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam qua cặp cửa khẩu Tà Lùng Thủy Khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam phía Trung Quốc hạn chế thông quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 885 triệu USD. Theo đánh giá, hiện nay các cửa khẩu lối mở Hạ Lang, Pò Peo, Nà Lạn không còn đủ cơ sở pháp lý để thực hiện hoạt động thương mại biên giới theo quy định. Môi trường kinh doanh tại các cửa khẩu chưa thuận lợi, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh và đầu tư. Công tác phối hợp với phía Trung Quốc trong việc mở, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở biên giới còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới. Tại cuộc họp, các sở ngành địa phương đã trao đổi, thảo luận, đưa ra phương hướng giải pháp trong thời gian tới để thực hiện việc nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng Việt Nam Thủy Khẩu Trung Quốc,
cặp cửa khẩu Trà Lĩnh Việt Nam, Long Bang Trung Quốc, bao gồm lối mở Nà Đỏng, Nà Ráy lên cửa khẩu quốc tế, khai trương cửa khẩu song phương Lý Vạn Việt Nam, Thạc Long Trung Quốc và hoàn thiện thủ tục đề nghị nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, bao gồm lối mở Bản Khòng Việt Nam, Nham Ứng Trung Quốc, mở đường chuyên dụng lối thông quan vận chuyển hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu Sóc Giang Việt Nam, Bình Mãng Trung Quốc, nâng cấp hai cặp cửa khẩu phụ Pò Peo Việt Nam, Nhạc Vu Trung Quốc và Hạ Lăng Việt Nam, Khoa Giáp Trung Quốc lên cửa khẩu chính song phương, mở lối mở truyền thống Nà Lạn Việt Nam, Bố Cục Trung Quốc. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cần tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế cửa khẩu, ra soát lại cơ chế chính sách để quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, nhưng cũng phải tạo mọi điều kiện để các hoạt động xuất nhập khẩu có thể diễn ra thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các quy hoạch, phân khu chức năng đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tiếp tục ra soát lại các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án không đúng chủ trương đầu tư và không còn tính khả thi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với cửa khẩu đang có và các cửa khẩu dự kiến nâng cấp. Các lực lượng chức năng tiếp tục xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với phía Trung Quốc những khó khăn vướng mắc tồn tại và giải pháp giải quyết. Đối với kế hoạch mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung thêm nội dung liên quan đến lối mở Bản Dốc, thống nhất thời gian và hình thức, cách thức công bố lối mở, đề xuất với phía Trung Quốc cho vận hành thí điểm theo thỏa thuận giữa hai bên. Giao Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tiếp tục rà soát những ý kiến của các sở ngành, phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng của từng ngành, từng địa phương, đảm bảo có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Các địa phương chủ động phối hợp với các sở ngành để thực hiện kế hoạch đã đề ra. Sáng ngày 9 tháng 2, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết số 88/2014/QH13 và nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời tham mưu, ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chủ động phối hợp với các cấp ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương đơn vị, tích cực triển khai đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, hình thức kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm, đầu tư. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, công tác phổ cập giáo dục được quan tâm thực hiện có hiệu quả, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách đổi mới chương trình sách giáo khoa được triển khai thực hiện tốt. Hiện toàn tỉnh có 517 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, 4.202 lớp học với 94.410 học sinh, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Bên cạnh đó còn tồn tại những khó khăn hạn chế như tỷ lệ bỏ học ở một số địa phương vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng biên giới còn cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học bộ môn một số trường học chưa đáp ứng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng và cơ cấu, nhất là đối với các môn học tích hợp, giáo viên bộ môn tiếng Anh, tin học. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chia sẻ với những khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo trong thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục bám sát các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình, vận động các nguồn lực xã hội hóa, đầu tư cho giáo dục, tiếp tục chỉ đạo, ra soát mạng lưới trường lớp trên địa bàn, phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, nguồn lực xã hội hóa, nâng cấp xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt hơn. Chỉ đạo ra soát đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, môn học, theo lộ trình thực hiện chương trình, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đào tạo đúng cơ cấu, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, khuyến khích giáo viên chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật ở từng cấp học để thực hiện triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018,
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia diễn ra sáng ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, yêu cầu cần phải kiên trì xây dựng văn hóa giao thông, bởi đây là yếu tố cốt lõi trong đảm bảo an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Trong năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tai nạn giao thông giảm rất sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19. Toàn quốc xảy ra 11.457 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.397 người, bị thương 7.804 người, giảm 6.216 vụ, tương đương giảm 35,2%, giảm 1.246 người chết, tương đương giảm 16,3%, giảm 5.841 người bị thương, tương đương giảm 42,81%. Các lực lượng chức năng triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề, cao điểm, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý gần 3 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4.000 tỷ đồng, tước gần 400.000 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 600.000 phương tiện các loại. Lực lượng thanh tra giao thông đã thực hiện gần 85.000 cuộc thanh tra kiểm tra, ra quyết định xử phạt gần 54.000 vụ vi phạm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, quán triệt chủ đề của năm An toàn giao thông 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Với 3 mục tiêu, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn. Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí đề nghị các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bởi điều này là yếu tố cốt lõi trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông. Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số. Ngày 9 tháng 2, huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm 100 ngày tuyên truyền đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đợt 2 và phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy. Thời gian qua, các nhóm tổ công tác đã tiến hành 67 lượt tuyên truyền, vận động cá biệt, phát tài liệu tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh, loa kéo tại các xóm có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Lực lượng công an huyện biên tập đăng tải 34 bài viết có nội dung tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tăng cường bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, kịp thời có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong tư tưởng nhân dân, đảm bảo 100% người dân đã từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, được tiếp cận và thụ hưởng các phúc lợi xã hội, các chính sách về giáo dục, y tế, lao động, việc làm và được ưu tiên tạo sinh kế bền vững tại chỗ. Tập trung triển khai tốt chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Tại xã Cốc Toản, đến nay đã hỗ trợ làm mới nhà ở cho 5 hộ đồng bào dân tộc Mông, bê tông 3,5 km đường xóm với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 4 đảng viên dân tộc Mông, trong đó có một đảng viên cư trú tại xóm Lũng Sập. Hội nghị đã trao giấy khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm 100 ngày đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Ngày 9 tháng 2, huyện ủy Hạ Lang tổ chức họp đánh giá chương trình số 04 CTRHU về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2020-2025, năm 2022. Năm 2022, Ban Tổ chức huyện ủy đã chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ Tổng hợp ra soát đội ngũ cán bộ quy hoạch để cử đi đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo đạt chuẩn trình độ, chuẩn ngạch vị trí việc làm và vị trí được quy hoạch. Theo đó, tổng số cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 tại các phòng ban ngành cấp huyện là 87 đồng chí.
Năm 2023, huyện tiếp tục rà soát cán bộ công chức sau khi được quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển cán bộ công chức cấp huyện về giữ chức danh chủ chốt tại xã và ngược lại. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bố trí sinh viên tốt nghiệp cao đẳng đại học có năng lực, có uy tín trong cộng đồng khu dân cư để đảm nhiệm các chức danh bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, chi hội trưởng các đoàn thể xóm, đảm bảo đạt trên 30% số xóm. Cán bộ không chuyên trách xã bảo đảm đạt 50% số chức danh không chuyên trách cấp xã. Chiều ngày 8 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 năm 2023, rà soát bổ sung chương trình công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong tháng 1, nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiến hành cày ải, chuẩn bị đất cho gieo trồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thụ công nghiệp của huyện đạt trên 3 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn được hơn 1,2 tỷ đồng, bằng 3,8% kế hoạch. Thực hiện Tết trồng cây Xuân Quý Mão được hơn 10.000 cây, trồng rừng trên 30.000 cây. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, mừng đảng, mừng xuân, tạo không khí thi đua sôi nổi bước vào năm mới. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt. Tình hình an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ biên giới được giữ vững và ổn định. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiếp tục triển khai thực hiện nội dung đột phá phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản theo hướng hữu cơ, rà soát quyết tâm thực hiện di rời chuồng trại trâu bò ra khỏi gầm sàn nhà ở xong trong năm 2023. Tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt công tác thu ngân sách, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Sáng ngày 9 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ, linh hoạt tổ chức nhiệm vụ công tác hội và đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã trao tặng trên 5.000 xuất quà với tổng giá trị trên 3,2 tỷ đồng. Triển khai công tác cứu hộ cứu trợ 1,1 tỷ đồng, thực hiện tháng nhân đạo và thư kêu gọi nguồn lực ủng hộ hoạt động Chữ Thập Đỏ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thu được gần 1,2 tỷ đồng. Tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu 28 đợt với gần 10.000 người đăng ký và tiếp nhận được 4.520 đơn vị máu, đạt 100,44%, cơ bản đáp ứng đủ máu cho công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, các cấp hội tiếp tục thực hiện công tác xây dựng tổ chức hội, triển khai hiệu quả phong trào Tết Nhân Ái 2023, triển khai phong trào người tốt, việc thiện, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo từ 600 địa chỉ trở lên, triển khai chương trình nồi cháo dinh dưỡng vì bệnh nhân nghèo, vận động tham gia ngày hội Xuân Hồng, tham gia hiến máu tình nguyện, vận động người dân đăng ký và hiến mô tạng. Nhân dịp này, các cấp hội đã khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ Thập Đỏ năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 8 tháng 2 năm 2023 vừa được ký ban hành, tỉnh Cao Bằng có 9 xã được công nhận xã an toàn khu. Cụ thể, công nhận 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 huyện là các xã an toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, gồm xã Minh Tâm và xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, xã Vân Trình, huyện Thạch An, xã Hồng Việt và xã Trương Lương, huyện Hòa An, xã Trường Hà, xã Ngọc Đào, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Các xã an toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã an toàn khu theo các quy định hiện hành. Trước đó, vào năm 2014, Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định số 988/QĐ-TTg về việc công nhận 30 xã thị trấn của 6 huyện thuộc vùng an toàn khu của Trung ương tại tỉnh Cao Bằng thời kỳ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đến năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 897 ngày 27 tháng 5 năm 2016 quy định lại các tiêu chí đạt xã an toàn khu. Chiều ngày 9 tháng 2 tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2022-2023. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở ngành và gần 300 thầy cô giáo, học sinh tham gia cuộc thi. Cuộc thi năm nay có tổng số dự án tham gia theo hình thức trực tiếp nhiều nhất, với 100 dự án thuộc 5 nhóm lĩnh vực cùng 196 học sinh do 100 giáo viên hướng dẫn đến từ 38 đơn vị.
gồm 10 phòng giáo dục và đào tạo và 28 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trong toàn tỉnh. Các nhóm lĩnh vực gồm khoa học xã hội và hành vi có 41 dự án, kỹ thuật cơ khí có 15 dự án, lĩnh vực toán học, hệ thống nhúng, năng lượng vật lý, khoa học vật liệu, vật lý và thiên văn, robot và máy thông minh, phần mềm hệ thống với 14 dự án. Lĩnh vực khoa học động vật, khoa học trái đất và môi trường, khoa học thực vật, kỹ thuật môi trường với 15 dự án. Lĩnh vực hóa sinh, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật y sinh, sinh học tế bào và phân tử, hóa học, vi sinh, y học với 15 dự án. Tại buổi khai mạc, Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị tài trợ đã trao 50 suất quà cho các học sinh dân tộc thiểu số Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2023. Hiện tại, 100 dự án, mô hình sản phẩm đang được trưng bày, giới thiệu tại nhà đa năng trường Trung học Phổ thông chuyên. Sau lễ khai mạc, ban giám khảo sẽ tiến hành chấm, đánh giá, phân loại và lựa chọn 2 dự án có chất lượng và triển vọng nhất để tham gia dự thi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2023 tại tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, như đã thành thông lệ, cứ đến ngày 19-20 tháng Giêng âm lịch hàng năm, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Lâm và du khách lại nô nức tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và lễ hội chọi bò tại thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm. Trong ngày 9 tháng 2, trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức, nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn đã được tổ chức thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chảy hội. Với nhiều nét đặc sắc và hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra tại ngày hội. Trong ngày đầu tiên, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã đổ về thị trấn Bắc Miều tham gia ngày hội. Trong tiết trời đầu xuân ấm áp, nhân dân các dân tộc Mông, Lô Lô, Sán Chỉ trên địa bàn đã nô nức đến vui lễ hội. Đến với ngày hội văn hóa dân tộc Mông năm nay, người dân sẽ được tham gia nhiều nội dung như thi hát dân ca, trình diễn trang phục và thi đấu các môn thể thao dân tộc như đánh sảng, tung còn, đẩy gậy, kéo co, thi ẩm thực và tham quan không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch, trưng bày triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông của 13 xã thuộc huyện Bảo Lâm. Được tổ chức trở lại sau 3 năm dừng vì Covid-19, người dân rất phấn khởi và vui mừng. Năm nay thì rất là vinh dự, rất là vui được tham gia cùng đoàn Thạch Lâm để tham dự cái ngày hội văn hóa dân tộc Mông. Hay là trước khi có dịch thì cũng diễn ra lễ hội cũng đã diễn ra vài lần rồi, nhưng mà kiểu như là cũng ít người hơn, xong là năm nay thì so với mọi năm thì nó hoành tráng hơn, đông người hơn và các tiết mục tham gia thì nhiều hơn. Tôi cảm thấy rất là vui, mà thực ra là mình được mời cách đây tầm khoảng rồi mấy tháng rồi, 3 tháng rồi, hôm nay được lên đây dự hội chợ châu này, cảm giác nó rất là vui. Đấy, mà con người ở đây rất là thân thiện và vui vẻ. Đấy, mình rất là hứng thú đấy. Không gian đúng là sơn thủy hữu tình, rất là đẹp. Cảm giác rất là vui. Nói chung là hồi hộp lắm. Bây giờ vẫn còn chưa trải nghiệm hết được là những cái nó đẹp ở đây với cả nét duyên đấy. Để ngày hội văn hóa dân tộc Mông diễn ra đảm bảo hiệu quả, an toàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đồng bào các dân tộc, ban tổ chức ngày hội đã chuẩn bị tốt các nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Công an huyện đã huy động các chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự trong suốt 2 ngày diễn ra lễ hội. Theo kế hoạch, tối ngày 9 tháng 2 sẽ diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông và lễ hội chọi bò năm 2023. Sau lễ khai mạc, sáng ngày 10 tháng 2, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch, sẽ diễn ra lễ hội chọi bò. Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Tổ công tác Công an phường Sông Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực đầu cầu Sông Bằng thuộc Tổ 2, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Cẩm Lệ, sinh năm 1973, trú tại Tổ 1, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 75,31 gam heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Cẩm Lệ. Hiện vụ việc đang tiếp tục làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Trùng Khánh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo đã được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhờ vào sử dụng hiệu quả vốn vay của ngân hàng chính sách,
Cuối năm 2022, gia đình ông Lương Văn Trằn ở xóm Cốc Lại, xã Đức Hồng đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Trước đây, hai vợ chồng ông Trằn có cuộc sống vất vả, chi phí chỉ đủ sinh hoạt trong gia đình. Năm 2021, thông qua hội nông dân, ông Trằn được vay 50 triệu đồng để mua trâu, mua dê về nuôi. Kiên trì với ý định thoát nghèo, cùng với bản chất chăm chỉ, nuôi trâu đã xuất bán, đàn dê càng ngày càng tăng, cuộc sống gia đình ông đã ổn định hơn. Đầu năm 2022 thì gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, xong rồi là tôi vay bên hội nông dân, xong là bên tiền chính sách thì mua về, mục đích tôi là về mua trâu sinh sản, là mua một đàn dê nữa. Thì đến cuối năm 2022 này gia đình tôi được thoát nghèo, thì nhờ bên đảng và nhà nước, chính quyền nữa là quan tâm, gia đình tôi bây giờ thoát nghèo, tôi rất là cảm ơn. Tới đến sang 2023 này gia đình tôi luôn luôn phấn đấu để làm trong không rơi vào tình trạng hộ nghèo nữa, trả nợ cho gia đình, trả nợ cho bên ngân hàng đầy đủ. Đức Hồng là xã sắp nhập nên có nhiều khó khăn, nhất là trong công tác giảm nghèo. Đầu giai đoạn 2021-2025, xã có trên 42% hộ nghèo. Vì thế, cấp ủy chính quyền xã đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Trong đó tập trung các nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, khuyến khích người dân đầu tư phát triển các mô hình trồng cây thuốc lá, cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia súc. Trong năm 2022, xã có 315 hộ được hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Vay qua hội nông dân được gần 60 hộ với gần 3 tỷ đồng. Cuối năm 2022, xã còn trên 33% hộ nghèo, giảm 8,5% hoàn thành kế hoạch đề ra. Từ khi có kế hoạch của huyện thì xã cũng đã triển khai thực hiện, là trước mắt là kiện toàn lại ban chỉ đạo, tại vì là cái nội dung này là cái bước đầu tiên để chúng tôi triển khai thực hiện. Sau đó là phân công anh em xuống cơ sở địa bàn 13 xóm. Thế nên là quá trình thực hiện thì luôn thường xuyên quan tâm hướng dẫn anh em làm thế nào cho đúng theo cái quy trình hướng dẫn của từ trung ương, tỉnh và đến huyện. Qua đó thì trên địa bàn có rất nhiều mô hình liên quan đến các hộ gia đình nghèo, các mô hình chăn nuôi lợn gà qua các nội dung chương trình mà nhà nước hỗ trợ. Sau đó là tạo điều kiện cho bà con thoát nghèo. Năm 2022, huyện Trùng Khánh còn gần 5.000 hộ nghèo, chiếm trên 28%, hộ cận nghèo gần 3.200, chiếm tỷ lệ trên 18%. Với số lượng hộ nghèo cao, lại là huyện biên giới còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, ngay từ đầu năm, huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, phân công thành viên phụ trách các xã thị trấn, ra soát các hộ nghèo, đánh giá thực trạng, tích cực tuyên truyền vận động người dân vươn lên thoát nghèo. Trong đó phát huy vai trò của mặt trận các cấp và hội đoàn thể trong việc chung tay giúp đỡ hộ nghèo, triển khai các dự án đúng đối tượng, đúng quy trình. Trong năm, huyện đã triển khai hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo với kinh phí trên 70,5 tỷ đồng. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo như nuôi lợn nái sinh sản, nuôi lợn thương phẩm cho trên 460 hộ với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm được 5,1% với 861 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ trên 33% đầu năm xuống còn gần 29%. Trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2023 ngay trước mắt đây thì tiếp tục chúng tôi tích cực cái việc đó là vận động tuyên truyền người dân để thực hiện về cái công tác giảm nghèo này. Và ngay từ đầu năm thì đã lên lập kế hoạch để phân về cái chỉ tiêu giảm nghèo về các xã thị trấn và rà soát, rồi là ban chỉ đạo các xã thị trấn sẽ phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách đến từng khối xóm để nắm rà soát từng xóm hộ gia đình, và khi thực hiện về cái đánh giá rà soát thì cũng cử cán bộ thực hiện giám sát đầy đủ và thực hiện theo đúng quy trình quy định của nhà nước. Bên cạnh đó thì cái khâu mà thực hiện để hướng dẫn cho cán bộ xóm ấy, thì là cũng tiếp tục phải là nâng cao về cái việc đó là
tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ xóm để thực hiện cái việc đó là ngoài công tác tuyên truyền rồi thì cũng có hỗ trợ người dân trong việc đó là trong quá trình thực hiện thì có những cái nội dung nào trong quá trình thực hiện để công tác làm nghèo thì vướng mắc rồi vân vân thì đối với xóm thì sẽ tiếp tục vận động các đoàn thể cùng nhau vào cuộc để giúp đỡ. Vì cụ thể thì ví dụ như là những cái nguồn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình trong quá trình thực hiện thì là vay vốn về để thực hiện mô hình sản xuất cũng như là cây trồng cũng phải đảm bảo hiệu quả. Với mục tiêu giảm nghèo từ 5% trở lên trong năm 2023, huyện Trùng Khánh đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và của chính người nghèo để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.